Vâng, tháng 5, một trong những tháng cao điểm nắng nóng của mùa hè. Nhưng mà năm nay thì lại mưa rất nhiều. Các đợt mưa gần như là nối tiếp nhau kéo dài cả tháng. Và trong đó có những trận mưa đặc biệt lớn gây lũ quét, sạt lở ở vùng núi phía Bắc và gây ngập lụt ở các đô thị. Sự bất thường của các trận mưa sẽ được chúng tôi lý giải trong phóng sự ngay sau đây. Trong những ngày vừa qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rồng. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đặc biệt trong chiều qua, tại Hà Nội đã có mưa lớn đạt mức lịch sử sau gần 40 năm, gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng. Theo số liệu thực đo tại trạm Láng, lượng mưa đo được là 140mm, Thanh Trì là 119mm, Đông Anh 73mm, Hoài Đức 53mm. Trước đó, số liệu lịch sử tại trạm Láng Thượng, mưa tích lũy trong vòng 1 giờ ngày 15 tháng 7 năm 1999 đạt 114,9mm. Số liệu lịch sử lượng mưa tích lũy trong vòng 2 giờ là ngày 18 tháng 6 năm 1986 là 132,5mm. Nguyên nhân là do rãnh thấp có trục đi ngang qua khu vực này khiến mây dông hình thành và gây mưa. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 25 độ vĩ Bắc bị nén nên ngày hôm qua 29 tháng 5 nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng. Chiều hôm qua 29 tháng 5 hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển lên khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa nhiều không chỉ đến từ các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh bất thường mà còn ở những điều hiếm gặp. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện có một dải mây phong có tên gọi là mây du thường xuyên gây mưa ở Trung Quốc, nhưng năm nay có xu hướng dịch chuyển ảnh hưởng về phía nước ta và hoạt động mạnh trong tháng 5. Một cái giải phong mà tôi gọi là phong mây u, thì thực chất bản chất phong mây u tức là một cái đới ngăn cách giữa hai cái khối không khí tương đối lạnh ở phía Bắc và khối không khí tương đối nóng ở phía Nam chúng ta. Và vì vậy cho nên là khi mà hình thành cái giải phong này thì gây nên hiện tượng mưa. Trong năm nay thì cái tháng 5 thì những năm khác cũng có thể là có La Nina, nhưng mà năm nay vẫn có La Nina nhưng mà đồng thời có một cái hiện tượng là mưa nó nhiều hơn vào cái tháng 5. Thì cái đấy là như tôi nói lúc nãy, cái hiện tượng đấy là hiện tượng mà nó hơi khác thường so với mọi năm, tức là cái giải phong nó treo vắt vẻo ở khu vực phía Bắc Việt Nam và thành gây nên cái mưa nhiều ở phía Bắc Việt Nam. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm, nguy cơ ngập úng và sạt lở vẫn rất cao. Theo dự báo của chúng tôi, sau đợt mưa như đã nói ở trên, thì từ ngày 1 tháng 6, mưa dông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là chính, cục bộ có những cái điểm mưa to. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội thì vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông vào thời gian chiều và tối. Khu vực vùng núi Bắc Bộ trong những ngày vừa qua đã có mưa nhiều và trong những ngày tới tiếp tục có mưa dông, nên tại các tỉnh vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ xảy ra trượt nở đất đã và vẫn sẽ ở mức cao. Một tháng năm mưa nhiều bất thường là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy mùa bão lũ năm nay sẽ rất khó lường. Đặc biệt với sự hoạt động của La Nina thì khiến cho các trận mưa sẽ ngày càng cực đoan, nên người dân cần chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời.